Tuấn Liêm xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến Culture Channel để theo dõi bản tin Canada và Thế giới sáng nay. Hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm 2022. Kính mời quý vị theo dõi một số tin đáng chú ý sau đây. Canada cảnh báo với các công ty trong nước về rủi ro khi kinh doanh với Trung Quốc và cho biết chính sách mới sắp ban hành. Thời gian chờ tại phòng cấp cứu tại các bệnh viện Ontario đã tăng lâu kỷ lục. Bệnh viện Nhi khoa Ottawa phải mở thêm đơn vị chăm sóc đặc biệt vì quá tải. Downtown Vancouver tăng trưởng vượt bậc trong lĩnh vực ăn uống, giải trí kể từ năm 2021. Cúp FIFA World Cup đã đến thành phố Toronto trong chuyến đi vòng quanh 51 quốc gia. Và nhiều bản tin khác trong phần tin chi tiết. Mời quý vị chú ý theo dõi. Sau đây, Hoàng Anh sẽ mở đầu về bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Canada đã đưa ra cảnh báo các công ty Canada về rủi ro kinh doanh với Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Melanie Joly vào hôm thứ Tư đã cảnh báo người Canada nên cân nhắc những rủi ro địa chính trị khi kinh doanh ở Trung Quốc, trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng gia tăng đối với việc thiết lập lại chính sách mà bà Joly khẳng định sẽ đến trong vòng một tháng. Trong buổi nói chuyện tại trường Chính sách Công và các vấn đề toàn cầu của Đại học Toronto, Bộ trưởng Joly đã đưa ra một số nhận xét sắc bén nhất của mình về chính phủ Trung Quốc cho đến nay và đưa ra cam kết thay đổi chính sách của Canada đối với đất nước. Bà Joly khuyến cáo những người Canada đang kinh doanh tại và với Trung Quốc, bạn cần phải nhìn rõ ràng. Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Joly đã trình bày chi tiết các kế hoạch của Canada hướng tới làm sâu sắc hơn mối quan hệ của mình với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và thực hiện cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với các mối đe dọa xuất hiện từ khu vực đó của thế giới. Bà cho biết chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đầy đủ được tài trợ sẽ được đưa ra trong vòng một tháng. Thông báo này được đưa ra sau khi các quan chức tình báo Canada đã cảnh báo Thủ tướng Justin Trudeau rằng Trung Quốc bị cáo buộc đang nhắm mục tiêu vào Canada với một chiến dịch can thiệp rộng lớn từ nước ngoài, bao gồm tài trợ cho một mạng lưới bí mật gồm ít nhất 11 ứng cử viên liên bang đang tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2019. Bộ trưởng Joly đã bảo đảm với người dân Canada rằng chính phủ sẽ làm nhiều hơn nữa để giải quyết sự can thiệp của nước ngoài và sẽ không để bất kỳ tác nhân nước ngoài nào can thiệp vào nền dân chủ của chúng ta. Bà nói Canada cần giải quyết ảnh hưởng của nước ngoài ở trong nước và trong lĩnh vực kỹ thuật số. Bộ trưởng Joly nhận ra rằng quy mô tuyệt đối của Trung Quốc có nghĩa là Canada không thể hoàn toàn thoái thác giao dịch với nước này. Sự hợp tác của chính phủ Trung Quốc là cần thiết để giải quyết các vấn đề như là sức khỏe toàn cầu, biến đổi khí hậu và không phổ biến vũ khí hạt nhân, theo bà Joly. Tuy nhiên, bà đã đưa ra lời chỉ trích gay gắt về tham vọng bành trướng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Bà nói Trung Quốc là một cường quốc toàn cầu ngày càng gây rối loạn. Và Canada sẽ luôn luôn phân biệt giữa hành động của chính phủ Trung Quốc và hành động của người dân Trung Quốc. Nhưng sự nổi lên của Trung Quốc với tư cách là một tác nhân toàn cầu đang buộc các quốc gia phải định hình lại triển vọng chiến lược của họ trong khu vực. Trước những tuyên bố rằng Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử liên bang năm 2019, lãnh đạo đảng bảo thủ ông Pierre Poilievre hôm thứ Tư cáo buộc Thủ tướng Justin Trudeau đã thất bại trong việc bảo vệ nền dân chủ của Canada và các nghị sĩ đảng bảo thủ đang thúc đẩy một cuộc điều tra của Ủy ban Quốc hội. Ông Poilievre muốn cuộc điều tra này xem xét những gì Thủ tướng đã biết, những gì ông ấy sẽ làm và cách họ sẽ bảo vệ nền dân chủ của mình khỏi sự can thiệp của nước ngoài. Các chuyên gia y tế và thủ hiến ở tỉnh Ontario thúc giục người dân đeo khẩu trang trước dự đoán mùa virus khó khăn phía trước. Người dân tỉnh Ontario đang được khuyến cáo nên tiếp tục tiêm phòng và đeo khẩu trang trong nhà khi các bác sĩ cảnh báo về một mùa bệnh hô hấp tồi tệ hơn đang nhắm tới trẻ em và hệ thống y tế nhi khoa đang gặp khó khăn. Các bác sĩ tại Hiệp hội Y khoa Ontario cho biết bệnh cúm đã đến sớm và hơn một nửa số ca mắc bệnh ở Canada cho đến nay là trẻ em và thanh thiếu niên. Hỏi về khả năng mang trở lại quy định khẩu trang tại một cuộc họp báo, thủ hiến Doug Ford cho biết ông sẽ tiếp tục làm theo lời khuyên của bác sĩ đứng đầu Ontario là tiến sĩ Karen Moore. Cả ông Moore và rất nhiều cơ quan y tế đã thúc giục người dân đeo khẩu trang nơi đông người để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Một dữ liệu mới nhất của Ontario Health vừa được công bố hôm nay cho biết trung bình có khoảng 946 bệnh nhân chờ ở giường bệnh tại phòng cấp cứu trên toàn tỉnh vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày trong tháng 9. Vào tháng 8 thì con số đó chỉ dưới 884 người.
dữ liệu tháng 9 của năm nay đã cho thấy một mức tăng khoảng 44,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Các bệnh nhân đã phải mất trung bình là 21,3 giờ trong phòng cấp cứu để chờ được nhập viện. Con số này tăng từ 20,7 giờ trong tháng 8 và 20,8 giờ trong tháng 7. Nó cũng đại diện cho thời gian chờ đợi trung bình cao nhất để nhập viện từ các phòng ER ở Ontario trong năm vừa qua. Bệnh viện Nhi Ottawa đã mở đơn vị chăm sóc đặc biệt thứ hai vì quá tải. Một bệnh viện Nhi ở Ontario phải mở thêm một đơn vị chăm sóc đặc biệt thứ hai để điều trị cho một số lượng đông chưa từng có của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mắc bệnh nặng. Bệnh viện Nhi miền Đông có trụ sở tại Ottawa cho biết mùa virus cao điểm đã đến sớm khiến cho trẻ em phải nhập viện ở mức độ chưa từng thấy trong lịch sử. Giám đốc điều hành của bệnh viện cho biết tài trợ của tỉnh sẽ giúp cho bệnh viện có thể ứng phó với khủng hoảng vì bệnh viện nhận thấy số lượng bệnh nhân trẻ bị bệnh nặng hơn nhiều gấp đôi. Downtown Vancouver đã tăng trưởng vượt bậc trong lĩnh vực ăn uống, giải trí kể từ năm 2021. Các nhà hàng ở trung tâm thành phố Vancouver đang báo cáo một mức tăng trưởng chi tiêu lớn trong năm nay so với năm 2021. Theo Hiệp hội Cải thiện Kinh doanh Downtown Vancouver, các nhà hàng Downtown Vancouver đã chứng kiến một mức tăng trưởng chi tiêu 187% vào năm 2022 so với năm trước. Tháng 5 năm 2022 cũng đã phát hiện một mức chi tiêu cho du lịch và giải trí tăng 261% so với tháng 5 năm 2021. Hiệp hội tin rằng mức chi tiêu gia tăng tại các nhà hàng có liên quan trực tiếp tới việc dỡ bỏ các quy định COVID-19. Các doanh nghiệp mới cũng đang gia tăng khi báo cáo cho biết có tổng số 27 cửa hàng mở cửa kể từ tháng 11 năm 2021, trong khi chỉ có 13 cửa hàng đóng cửa. Thay đổi trong chương trình giấy phép lái xe tốt nghiệp GDL của tỉnh Alberta sẽ có lợi cho những người lái xe mới. Bắt đầu từ mùa xuân năm 2023, những người lái xe mới và người lái xe đã có bằng GDL, tức là Graduated Driver License, sẽ không cần phải thực hiện thêm bài kiểm tra trên đường để có được bằng lái xe đầy đủ. Điều này sẽ giúp họ tiết kiệm được khoảng $150. Thay vào đó, người lái xe sẽ phải hoàn thành thời gian thử lái xe trong 2 năm, sau đó sẽ cho phép họ đủ điều kiện nhận bằng lái xe hạng 5 hoặc là hạng 6. Tỉnh bang cho biết, trong vòng 12 tháng cuối của thời gian thử thách thì người lái xe có bằng GDL phải không bị đình chỉ hoặc là vi phạm bất kỳ giao thông nào, bao gồm không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi uống rượu và hoặc là ma túy. Nếu tài xế bị phạt vì bất kỳ lý do gì trong thời gian 12 tháng, thì thời gian lái thử sẽ được kéo dài thêm 12 tháng nữa. Trong 5 năm qua, khoảng 65% người lái xe đã không tham gia thực hiện bài kiểm tra trên đường nâng cao này. Tỉnh cũng cho biết các bài kiểm tra trên đường cũng sẽ không còn là bắt buộc để lấy bằng lái xe hạng 4. Tỉnh Quebec có thể sẽ chấp nhận nhiều người nhập cư hơn, nhưng chỉ khi họ nói tiếng Pháp. Chính phủ của Thủ hiến François Legault vốn kiên quyết phản đối cho tăng số lượng người nhập cư, có thể tạo ra một chương trình hoặc là danh mục mới nhằm vào những người nhập cư đã ở Quebec. Những người nhập cư đó sẽ là sinh viên tốt nghiệp từ các trường cao đẳng và đại học nói tiếng Pháp, CGAP, cũng như những người lao động tạm thời đã sống ở tỉnh trong nhiều năm. Mục tiêu của chính phủ Quebec là giữ cho các gia đình, sinh viên và công nhân ở Quebec bằng cách tạo ra một luồng nhanh hơn để có được thường trú nhân. Nhóm của Thủ hiến Legault đã trở nên nhạy cảm hơn với sự cấp thiết về việc bảo vệ tiếng Pháp. Điều này đã thúc đẩy họ nghiên cứu các cách khác để thu hút và giữ chân những người nhập cư nói tiếng Pháp. Ottawa có kế hoạch tiếp nhận thêm 500.000 thường trú nhân mới mỗi năm vào năm 2025. Số lượng người nhập cư được nhận vào tỉnh Quebec với tư cách là thường trú nhân có thể tăng lên. Ngưỡng nhập cư hiện tại của tỉnh Quebec được đặt ở mức 50.000 người. Cuộc đình công của các công nhân Go Transit tiếp diễn trong ngày thứ ba liên tiếp. Công đoàn đại diện cho các công nhân Go Transit đang đình công cho biết các cuộc đàm phán với người sử dụng lao động Metrolinx sẽ tiếp tục vào thứ Năm, sớm hơn một ngày so với dự đoán sau khi họ cáo buộc cơ quan vận chuyển đang trì hoãn các cuộc đàm phán. Cuộc đình công bắt đầu từ hôm thứ Hai đã hủy bỏ dịch vụ xe bus trong khu vực Greater Golden Horseshoe. Highway 8 của tỉnh BC đã mở cửa trở lại hoàn toàn sau gần một năm thi công vì bị rửa trôi. Gần một năm sau khi một loạt con sông khí quyển đổ bộ vào tỉnh BC và cuốn trôi các đoạn chính của Highway 8 từ Merritt đến Spence Bridge,
đường cao tốc này hiện đã thông xe trở lại. Lượng mưa lớn vào tháng 11 năm 2021 đã làm hư hại một số đường cao tốc ở miền nam tỉnh BC, bao gồm Highway 1 và Highway 8. Tổng cộng 25 đoạn đã bị rửa trôi trên Highway 8 có tổng chiều dài là 9 km cùng với 3 công trình cầu. Chính phủ Ontario đưa ra yêu cầu giáo dục về vụ diệt chủng Holocaust cho lớp 6 vào năm 2023. Chính phủ Ontario đang yêu cầu đưa ra vụ thảm sát Holocaust vào chương trình giảng dạy lớp 6 của tỉnh. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Stephen Lecce cho biết yêu cầu này là một phần của cải cách nhằm giúp cho học sinh trẻ hiểu được tầm quan trọng của vụ thảm sát và chống lại chủ nghĩa bài Do Thái đang xuất hiện trong trường học. Bộ cũng sẽ làm việc với Hiệp hội Giáo viên Ontario để đào tạo giáo viên, để họ có thể hỗ trợ các nỗ lực giáo dục Holocaust nhiều hơn nữa. Và chương trình này sẽ được thực hiện vào tháng 9 năm 2023. Bão Nicole đang chuẩn bị mang tới mưa lớn tới miền nam Ontario. Thời tiết ở miền nam Ontario sẽ thay đổi đáng kể với tàn dư của cơn bão nhiệt đới Nicole sắp đổ vào khu vực. Vào ngày thứ năm thì thành phố sẽ trải qua ngày nắng cuối cùng với nhiệt độ lên tới 17 độ C. Và đến ngày thứ sáu thì thời tiết sẽ dịu đi, nhiệt độ ban ngày chỉ còn một con số của hàng đơn vị và sau nửa ngày dự báo sẽ có mưa như trút nước. Mưa lớn sẽ lan rộng về phía bắc và đến phía tây của hồ Erie và hồ Ontario. Trung tâm bão Canada cho biết những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với lượng mưa có thể lên tới khoảng 50 cho tới 100 mm. Sau đó thì hệ thống sẽ di chuyển qua Quebec và các tỉnh ở Maritime kết hợp với hệ thống Colorado Low. Cơn bão đó sẽ quét qua miền bắc Ontario vào ngày thứ năm, thứ sáu, sẽ mang theo tuyết, băng và mưa băng tới những nơi như là Thunder Bay và Sault Ste. Marie. Khi cả hai hệ thống rời khỏi Ontario, không khí lạnh hơn sẽ tiến vào từ những cơn gió đông bắc và tây. Tuyết thổi có thể xảy ra ở phía đông của Great Lakes và có thể ở Toronto vào những đêm thứ bảy và chủ nhật. Tuyết rơi sớm khiến cho một số đồi trượt tuyết ở tỉnh BC mở sớm hơn so với dự kiến. Những ngõ đồi trượt tuyết ở Interior BC đang mở cửa sớm hơn dự kiến trong năm nay sau một đợt nhiệt độ mát mẻ và tuyết rơi đột ngột. Hơn 100 cm tuyết đã rơi ở các sườn núi tại khu nghỉ mát Silver Star Mountain và khu nghỉ mát Big White Ski trong tuần này. Một điều bất ngờ sau một mùa thu khô hạn, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2016 mà điều này xảy ra. Khu nghỉ dưỡng Big White sẽ mở cửa để đón khách từ ngày 17 tháng 11. Cậu bé Manitoba nhận gần 5.000 thẻ khúc công cầu sau khi bộ sưu tập của cậu bé bị đánh cắp. Những người lạ từ khắp Bắc Mỹ đã gửi cho một cậu bé Manitoba tổng cộng lên tới hàng ngàn thẻ khúc công cầu sau khi bộ sưu tập ban đầu của cậu bị đánh cắp vào tháng trước. Vào tháng 10, Winston Martin là một cậu bé 7 tuổi đến từ Opaquiat Creek Nation đã bị đánh cắp thẻ khúc công cầu trong một vụ bắt nạt. Ông nội của Winston cho biết, trong vài tuần qua, họ đã nhận được gần 5.000 thẻ từ nhiều nơi khác nhau, bao gồm British Columbia, Prince Edward Island và Nunavut. Sự hào phóng của những người lạ đã khiến cho cậu bé Winston hiện nay đã có nhiều thẻ hơn so với bộ sưu tập ban đầu của mình. Đồng xu vàng 600 năm tuổi tại Newfoundland có thể là đồng xu lâu đời nhất ở Canada. Đồng xu này đã được xác định là khoảng 600 năm tuổi, trước cả khi người châu Âu tiếp xúc với đất Bắc Mỹ được ghi nhận kể từ thời Viking. Làm thế nào và khi nào tại sao đồng xu này lại nằm trên đảo Newfoundland vẫn còn là một bí ẩn? Qua tham khảo ý kiến của một chuyên gia tại Viện Bảo tàng Tiền tệ của Ngân hàng Canada, người ta xác định rằng đồng tiền vàng là của quý tộc thời vua Henry Đệ Lục với mệnh giá 1 shilling, tương đương với khoảng 0,03 đồng Canada và 8 pence, tương đương với 0,015 gia kim. Và đồng xu này được đúc ở London trong khoảng từ năm 1422 cho tới năm 1427. Cúp FIFA World Cup đến Toronto trong chuyến đi 51 quốc gia. Là một phần của chuyến đi khắp 51 quốc gia trên toàn cầu, chiếc cúp FIFA World Cup sẽ được công bố trong buổi lễ lúc 11 giờ sáng tại sân bay quốc tế Pearson. Chiếc cúp cao 14,5 inch
chỉ nặng hơn 13 pound, được đưa đến sân vận động BMO của Toronto vào đầu giờ chiều ngày 19 tháng 11 cho một sự kiện hâm nóng người hâm mộ. Ban tổ chức có bữa tiệc chiêu đãi VIP và cuộc trò chuyện với các danh thủ bóng đá. Thưa quý vị và các bạn, khi trưởng thành, tất cả chúng ta đều thích nhìn lại những câu chuyện phiêu lưu, những nhân vật kỳ quặc và thế giới kỳ diệu trong những cuốn sách thời thơ ấu yêu thích của chúng ta. Điều duy nhất tốt hơn cảm giác đó là được chia sẻ những trải nghiệm tuyệt vời đó với thế hệ tiếp theo. Chúng tôi không cần thuyết phục bạn về lợi ích của việc đọc sách cùng con bạn, nhưng vì đọc sách là một phần thiết yếu của sự phát triển trí tuệ và chất lượng cuộc sống của một đứa trẻ đang phát triển, nên việc biến nó thành thói quen hàng ngày có thể làm nên điều kỳ diệu. Thêm vào đó thì có rất nhiều câu chuyện cổ điển và vượt thời gian mà cả trẻ em và phụ huynh đều sẽ thích thú. Chứa đầy những bài học về tình yêu, lòng dũng cảm, tình bạn, sự trung thực, lòng trung thành và hơn thế nữa. Sau đây trong chuyên mục Đời sống và người tiêu dùng, xin gửi đến quý vị một số cuốn sách dành cho trẻ em vượt thời gian để đọc cùng con bạn. Cuốn sách mang tên Charlotte's Web của E.B. White. Với những bài học quý giá về tình bạn và cái chết, Charlotte's Web vẫn là một tác phẩm được đọc lâu đời. Sách kể về một cô gái nhỏ sống trong một trang trại và kết bạn với những chú lợn con địa phương. Khi chúng lớn lên sẽ bị đối mặt với mối đe dọa bị làm thịt. Cuốn sách Black Beauty bởi Anna Sewell. Anna Sewell đã tìm cách dạy các độc giả nhỏ tuổi về sự tôn trọng đối với động vật bằng cuốn hồi ký tự truyện này. Lấy bối cảnh Đức Anh trong những năm 1800 và được kể lại bởi chính con ngựa đẹp đen Black Beauty. Nó chia sẻ hành trình của nó được chuyển chủ từ người này sang người khác và dạy những bài học quan trọng về đạo đức làm việc, trách nhiệm, sức mạnh của lòng tốt và hy vọng. Cuốn sách tiếp theo là Charlie and the Chocolate Factory của Ronald Dahl. Có rất nhiều sách đáng kinh ngạc của Ronald Dahl, nhưng điều kỳ diệu trường tồn của cuốn Charlie and the Chocolate Factory dạy cho trẻ em những bài học tuyệt vời về lòng tham, đạo đức và ý nghĩa thực sự của hạnh phúc. Cuốn sách tiếp theo mang tên The Very Hungry Caterpillar của Eric Carle. Câu chuyện đầy màu sắc của Eric Carle về một con sâu bướm rất đói ăn và ăn cho đến khi chúng thành con nhộng và chui ra thành một con bướm đã giành được nhiều giải thưởng văn học và thiết kế đồ họa kể từ khi được xuất bản vào năm 1969. Cuốn sách mang tên Tales of a Fourth Grade Nothing của Judy Blume. Judy Blume có rất nhiều cuốn sách hay để bạn lựa chọn, nhưng Tales of a Fourth Grade Nothing chắc chắn là vượt thời gian. Được xuất bản vào năm 1972, cuốn sách này kể về một cậu bé lớp 4 tên là Peter, bị em trai Fudge gây khó khăn cho cuộc sống của cậu bằng mọi cách có thể. Hai anh em có tính cách khác nhau, đáng kể, nhưng mà học cách gắn bó với nhau khi mọi thứ trở nên khó khăn trong những tình huống vui nhộn. Cuốn biên niên sử Narnia, The Chronicles of Narnia của C.S. Lewis. Bộ truyện giả tưởng này đã giành được trái tim và tâm trí của trẻ em, người lớn và cả các học giả. Loạt sách 5 cuốn bao gồm The Lion, The Witch and The Wardrobe, tức là sư tử, phù thủy và tủ quần áo. Hoàng tử Prince Caspian, chuyến du hành The Voyage of the Dawn Treader, chiếc ghế bạc The Silver Chair và con ngựa và chàng trai và trận chiến cuối cùng The Horse and His Boy and the Last Battle, và giới thiệu cho bạn một thế giới mê hoặc nơi bốn đứa trẻ học về lòng dũng cảm, tình bạn, lòng trung thành và sự dũng cảm. Cuốn sách tiếp theo mang tên A Wrinkle in Time của Madeleine Engel. Sách khoa học viễn tưởng của Madeleine Engel sẽ mở mang trí óc của con bạn, đồng thời dạy cho chúng về các khái niệm như là thiện và ác, cũng như là cách sử dụng trực giác của chúng. Cuốn sách kể về ba đứa trẻ du hành xuyên thời gian và không gian để giải cứu cha của một đứa trẻ. The Magic Treehouse của Mary Pope Osborne. Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1992, bộ truyện The Magic Treehouse là một trong những bộ truyện nổi tiếng nhất của nước Mỹ với hơn 50 cuốn tiểu thuyết để nghiên cứu. Jack và Annie thực hiện đủ loại cuộc phiêu lưu từ sân sau của họ, đưa độc giả đến nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, cũng như từ biển sâu ra ngoài không gian. Nó chứa đựng nhiều bài học hay về việc trở thành một người bạn tốt và không phán xét những người khác biệt với bạn. Và sau cùng, chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái của gia kim trên thị trường tài chính. Hôm nay, một gia kim bằng 0,7418 Mỹ kim và bằng 0,74 euro. Một gia kim bằng 18.388 đồng Việt Nam và một Mỹ kim bằng 24.881 đồng Việt Nam.
Giá dầu thô WTI 85.76 Mỹ kỳ một thùng và giá dầu thô Brent 92.65 Mỹ kỳ một thùng. Giá vàng hôm nay là 1.704.67 Mỹ kỳ một ounce và giá bạc 21.02 Mỹ kỳ một ounce. Tới đây thì chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Và để ủng hộ cho chương trình, xin quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón xem các video tiếp theo. Ngoài các video tin tức được cập nhật hàng ngày, chúng tôi còn có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần, mời quý vị đón theo dõi. Thay mặt cho toàn ban biên tập, Tuấn Liêm xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Và bây giờ, xin kính chào tạm biệt.